Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City Top, chiếc xe được sản xuất năm 2019 các bạn ạ. Đấy, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Ở chiếc xe Honda City Top thì nó có những phiên bản Honda City bản thường và Honda City bản Top. Phiên bản Top nó cũng tương đương với những chiếc xe Toyota Vios phiên bản G các bạn ạ. Phiên bản Top này nó đầy đủ option rồi, trang bị đầy đủ option rồi, khóa thông minh, đè nổ tap tốt, và la răng của bản Top này nó cũng sẽ khác các bạn ạ. Option thì đầy đủ này, khóa thông minh, đè nổ tap tốt, nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe các bạn nhé. Đấy, nhìn về bên ngoài thì cái phần option bên ngoài cũng như là về cái phần kiểu dáng, về la răng các thứ nó cũng đều khác với những chiếc xe Honda City bản thường một chút quý vị các bạn ạ. Đấy, option thì đầy đủ rồi, từ camera lùi, cảm biến lùi, đầy đủ hết cả rồi các bạn ạ. Và đặc biệt là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là đầy đủ hết option và không có bị tai nạn, không có bị va chạm gì cả quý bạn ạ. Đấy, nhìn về phần đầu của chiếc xe thì quý vị và các bạn thấy được luôn đấy ạ. Đấy, những chiếc xe Honda City phiên bản Top này là option đầy đủ rồi. Đèn LED ban ngày các bạn thấy đấy ạ. Đấy, đèn LED ban ngày các bạn nhá, option đầy đủ. Và chiếc xe này phần đầu cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cụm đèn còn rất là mới, đấy, rất là đẹp, chưa có xước sát, chưa có bị đâm va gì cả các bạn ạ. Đấy, rất là mới này. Dàn lốp theo xe còn nguyên bản và còn rất là dày các bạn nhá. La răng của bản Top nó cũng khác hẳn với những chiếc xe City bản thường các bạn ạ. Đấy, rất là mới các bạn nhá. Chiếc xe này được sở hữu cái màu xanh Kansai các bạn ạ, và khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhá. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi, sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đây là cái phần tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, sản xuất lắp ráp tại công ty Honda Việt Nam các bạn nhá. Đấy. Và tất cả là còn nguyên bản, từ keo chỉ cabo, keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này, táp lô các thứ còn nguyên bản hết luôn các bạn nhá. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết đây các bạn này. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới luôn các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về được buổi chiều ngày hôm qua. Buổi sáng hôm nay thì tôi cũng đang cho anh em dọn dẹp sạch sẽ đi. Thì trong lúc anh em đang dọn dẹp thì tôi vẫn quay, vẫn giới thiệu cho quý vị và các bạn. Để nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2019 này, thì có thể liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City Top 2019 này các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đưa tới kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe các bạn nhé. Đi mua xe thì quý vị và các bạn hãy xem kỹ cho tôi phần đầu và phần cốp sau. Đây là cái phần cốp sau thì ốc cốp sau còn nguyên bản này, chưa có dấu vết của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả đâu các bạn nhé. Chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp này, toàn bộ là còn nguyên bản này. Tất cả những con ốc ở cái cốp sau này đều nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Khoang cốp sau, đây là cái khoang mà chứa hành lý đấy ạ, đều rất là đẹp này. Chủ xe cũng rất là cẩn thận, có cả lót cốp sau rồi này. Bên dưới nỉ rất đẹp này.
lớp sơ cua cũng còn nguyên bản và rất là đẹp luôn các bạn này. Đằng sau này thì cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Quý vị và các bạn đi mua xe, đến xem trực tiếp hãy xem kỹ cho tôi phần đầu và phần cốp. Đây là cái phần kích của chiếc xe thì quý vị là này. Rất là mới, rất là đẹp rồi quý vị và các bạn ạ. Một chiếc xe Honda City phiên bản top, sản xuất năm 2019 các bạn nhé. Rất là đẹp, đẹp từ ngoại thất cho đến phần nội thất của chiếc xe. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau, bên phụ các bạn nhé. Đây toàn bộ cái phần táp bi cánh cửa đây các bạn này. Toàn bộ táp bi cánh cửa đến keo chỉ của cánh cửa đều rất là mới. Rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Hàng ghế ngồi phía sau đều rất là đẹp rồi. Nội thất da cao cấp, nguyên bản theo xe còn nguyên zin, chưa phải làm lại quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp luôn đây quý vị các bạn này. Một chiếc xe Honda City phiên bản top 2019 rất là mới này. Và đặc biệt là chiếc xe Honda City top ở cái phân khúc hạng B này, chỉ có chiếc xe Honda City top mới được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau thôi các bạn ạ. Những chiếc xe ở cái cùng phân khúc ở hãng khác là không có điều hòa cho cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau đâu các bạn nhé. Đấy, rất là tiện này các bạn này. Về cái phần bên phụ này là cũng bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Táp bi cánh cửa phía trước bên phụ cũng đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Keo chỉ cánh cửa cũng còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Ghế, hàng ghế ngồi đầu tiên, từ ghế lái cho đến ghế phụ đều rất là đẹp này. Vô lăng cần số tay phanh đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì có cruise control rồi, option thì đầy đủ rồi. Màn hình Android các bạn này. Chiếc xe này cũng đã được chủ xe lên màn hình Android, camera lùi, đấy, cảm biến lùi. Toàn bộ từ táp lô, táp bi, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới hết luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, có thể nói một chiếc xe rất là đẹp và đều xe. Đấy quý vị bạn nhé. 2019 luôn đấy ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất và phần nội thất đều rất là đẹp, rất là mới rồi. Tiếp sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Cái phần động cơ có thể nói là trái tim của chiếc xe đấy ạ. Đấy, thì Honda cũng đã trang bị cho chiếc xe City 2019 này là một cái khối động cơ xăng. Và đặc biệt là chiếc ốc cabo đây các bạn này. Ốc cabo, keo chỉ cabo cũng còn nguyên, còn zin luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tất cả cái cabo này còn nguyên bản từ ốc cabo cho đến keo chỉ cabo. Đấy, và động cơ, về cái phần động cơ của chiếc xe này đều rất là đẹp. Và cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn về những chiếc xe của Nhật nói chung và những chiếc xe Honda nói riêng, nói chung là của Nhật, thương hiệu Nhật Bản, thì đều rất là đẹp và bền bỉ các bạn ạ. Có thể được ví như nồi đồng cối đá, rất là bền luôn quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City phiên bản top sản xuất năm 2019 thì hãy liên hệ nghe theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. We'll be right back.
Hãy subscribe.